những người yêu nước thật, có bản lĩnh thật, có tư cách, có đạo đức, mà lại bị thất bại trước phong trào cộng sản với những con người vô lại, bất nhân, bất tín, bất nghĩa. Thì nó là thế này. Thành thực cái hiện tượng những người mà tôi kể ra đã nằm trong các cái tổ chức của chúng ta, thì như đó là điều tất nhiên. Một người miền Nam yêu nước, ông đi theo mặt trận giải phóng. Năm 1965, ông bị bắt ở Tổng Nha. Ông bố của ông ta chết đi vào rồi. Đây là nói có sách, mách có chứng, The Diary of a Việt Cộng, nhật ký của ông Việt Cộng do ông Trương Như Tạng dịch. Thế ông bố nói rằng con bỏ, từ bỏ hết, con bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con bỏ tất cả một tương lai để con đi theo một cái công việc này. Con vô lý quá con ơi. Ông nói không, thưa cha, con đã dấn thân cho tổ quốc. Ông tin ông như thế, và ông đi theo. Ông bỏ hết vợ con cả đời. Thế thì ngày 15 tháng 5 1965, là 75, trên diễn đài ở Sài Gòn. Ông đợi mãi từ sáng đến chiều. Ông xây qua, ông hỏi trong kinh dụng. Thì những sư đoàn của tôi đâu rồi? Những sư đoàn của tôi là thế này. Nếu những sư đoàn của quân đội miền Bắc thì có 3 số. 325, 314, 325, 304, 308. Những sư đoàn của mặt trận giải phóng miền Nam được thành lập từ trận Bình Giả tháng 12 năm 1964 thì gọi là công trường 5, 6, 7, 9. Có 4 công trường. Các công trường đó do các quy, tức là các trung đoàn Q7-62, Q7-63, Q7 đánh trận Đồng Bình Giả tháng 12-64, đánh trận Đồng Xoài ngày 11 tháng 6 năm 1965, vân vân. Đó là những cái công trường, những sự trung đoàn đó, nó gọi là của diễn đàn. Trên diễn đàn, ông Trương Như Tạng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, xây qua hỏi Hoàng Tiên Dũng, thế những cái sư đoàn của chúng tôi đâu? Thế ông Hoàng Tiên Dũng đã trả lời một cách vô cùng khinh mạng. Hôm qua tôi thanh toán hết rồi, thế là đã biên chế hết. Là toàn bộ lực lượng gọi là giải vũ trang giải phóng miền Nam được thanh toán một cách vô cùng nhanh chóng, chỉ trong một đêm. Và không còn cái dấu vết gì của cái lá cờ ba màu trên đỏ dưới xanh, không có sao vàng. Cái điều này trong cuốn Tù binh Hòa Bình viết năm 1924, cậu phải nói rất rõ. Rồi đây lá cờ ba màu của mặt trận giải phóng sẽ bị mất đi như một thứ phế phẩm. Trận chiến cuối cùng vẫn là trận chiến giữa chúng ta và những sư đoàn tinh duy cộng sản Bắc Việt. Cái điều đó mấy anh nghe ở miền Nam và mấy anh nghe được trong hàng ngũ cộng sản. Thì bây giờ ngày 15 tháng 5 năm 1975, cái điều đó hiện thực. Các sư đoàn đó thanh toán chỉ trong một đêm, nhưng chưa hết. Qua năm 1976, có một hội nghị gọi là hội nghị hiệp thương thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Thế ông Trương Như Tạng, đại diện cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đi ra ngoài Bắc để họp với lại Bộ Chính trị ngoài Bắc, đại diện là Trường Chinh, để mà hiệp thương thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Ông Trương Như Tạng trước ngày 30 tháng 4 75 ở Hà Nội với Huỳnh Tân Phát là chủ tịch của mặt trận giải phóng, chủ tịch của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Là trước khi ông về Nam là được chính Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Dũng ôm hôn thăm thiết. Ông Trương Như Tạng, ông Trịnh Đình Thảo, ông Trần Tân Phát, Huỳnh Tân Phát là những người mà mới tháng 4 năm ngoái, từ 1995, đã được các đồng chí ở Bộ Chính trị ôm hôn thăm thiết tiễn các đồng chí về Nam để nhận các cái huy thành quả giải phóng. Bây giờ, năm 1976, chưa đầy năm, trong hội nghị hiệp thương, chính Trường Chinh gọi Trương Như Tạng, tôi trong đồng chí có phải quen quen. Đồng chí là ai vậy? Thế là Trương Như Tạng mới nói, tôi ngượng quá nhưng dám trả lời với ông ta, viết trong cuốn sách, ông nghĩ thôi cái ông này ông già có ông lận ấy, nói tôi là Trương Như Tạng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thì Trường Chinh mới trả lời, vậy à? Thế đồng chí ra đây làm gì vậy? Vâng, chuyện như là một điều khôi hài, những điều nghĩa mang. Vâng, đó là cái cách thức mà người cộng sản đã đối xử với trí thức. Không phải đối với Trương Như Tạng, không đối phải đối với Huỳnh Tấn Phát, không phải đối với Dương Quỳnh Hoa, mà ngày xưa đối với Nguyễn Mạnh Tường, đối với Trần Đức Thảo, nó là như vậy. Và tiếp tục, cái cụ cách cung tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi, có nghĩa sao? Dụ cái người bình thường cho lợi, dụ cái người trí thức cho nghĩa. Người cộng sản để cho cái người trí thức đó nghĩa chứ.
anh là cái thiết yếu, anh là hy vọng của dân tộc. Các anh là không nói là các anh có tội với dân tộc. Vâng, chính trong cái như vậy các ông nói. Và đó là tổ quốc ăn năn, hoặc là vấn đề này, hoặc là vấn đề khác. Ông Đinh Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Hạ Tài chánh Hạ viện, trong những ngày tháng 3, tháng 4 được Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đưa ra nước ngoài để xin cung viện, thì ông ta lại vận động cho Quốc hội Mỹ đừng có cho tiền cái chế độ bất nhân và tham nhũng kia nữa. Đó là người của phía Việt Nam Cộng hòa đi ra. Jacob David, thượng nghị sĩ của Washington, mới nói rằng cho cái bọn ấy tiền để về cái chương trình immigrant refugee thì được, nhưng Andy Nixon không một đồng xu nào for military aid, cho cái cung viện vâng một xu không cho. Bây giờ chúng ta đang đứng trước một kẻ thù với 500 triệu đô la vận động toàn bộ các tờ báo, các đài phát thanh, các hệ thống truyền hình, các hệ thống ca nhạc. Một cái băng nhạc của một cái người hát ở hải ngoại phải bán tối thiểu cũng phải 5-3 đồng, trong khi kia có bán 1.5 đồng. Cho nên chúng ta không thể im lặng. Chúng ta không thể, vì im lặng có nghĩa là đồng lõa. Cho nên những người bạn trẻ quả tình, người ta không liên hệ với chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người ta chưa hề cầm súng, người ta cũng chưa hề nhận được một ân lộc nào hết của từ chế độ miền Nam, nhưng người ta đã có cái niềm tin yêu và thúc giục chúng tôi. Chúng tôi phải tiếp tục cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, cuộc chiến đấu để trả máu cho cả 600.000 người Việt đã chết trên đường di tản. Thưa quý vị, cuộc chiến đấu đó không thể nào tiếp tục chỉ riêng với những người bạn trẻ. Tóm lại, thưa quý vị, cuộc chiến đấu này chỉ được tiếp tục khi có sự tiếp tay của quý vị. Chúng tôi mới có thể đi hết cái đoạn đường này. Bởi vì năm này tôi 60 tuổi, thuộc một thế hệ thất bại, nhưng không bao giờ thất vọng. Bởi vì như thơ của thi sĩ Tô Thủy Yên: chúng ta vẫn sống như rừng cây, chúng ta vẫn sống như mặt biển. Bởi vì đã đi nên sẽ đến, người và bóng tối phải chia tay. Nhất quyết dân tộc Việt Nam phải chia tay cùng với bóng tối gọi là chủ nghĩa cộng sản. Trong một ngày lá cờ vàng sẽ bay lại trên quê hương của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Sau đến năm em đang ngồi đếm từng viên xoài nhỏ, nói chuyện một mình như với xa xăm. Em đến từ Việt Nam, câu trả lời duy nhất hai tiếng đơn sơ mà nhiều người quên mất. Chỉ hai tiếng này em nhớ trong lòng, còn bao câu khác em chỉ về mênh mông. Mẹ em đâu ngủ ngoài biển cả, em đâu sóng cuốn đi rồi, chị em đâu nghe chị thét trên núi, ba em đâu em lắc đầu không nói. Yeah.